Hôm nay lại leo lên dãy đảo nữa các bạn. Đây cái siêu quân. Còn siêu quân ở đâu? Dạ, nấp đồng nấp. Chú cho giải. Đây một siêu quân nấp đâu kỹ dữ trời. Lùng quá đi dưới ngọn cây khí. Hai quân nữa, đi xuống đây. Có kiếm được xuống đây dù lên đang được đâu. Đầu leo lên đó. Leo lên thành đá kìa. Chết rồi. Thôi kiếm ngọn liền à. Hốc luôn. Hốc luôn nè. Chưa. Hai cây này. Hai cây nữa. Đâu? Đây, lá này. Đầu chính xác. Đầu đúng rồi chính xác. Coi này, cái góc này. Nó cái cọng nó nhỏ, điên à. Đúng rồi ạ. Chú hù trà hại ông anh đây. Quang này, mình được cây rồi các bạn. Đây. Đây, nó chung vô cái chùm dây. Mà sao cái thân trên đây cũng thấy hết chứ. Để dọn cái trà ra thử nghe. Mà cái đây mình nếu mình lấy cây dài và trồng bông trái cũng được hết chứ. Cái trái từng cây giòn. Kìa, trái trồng do thiệt nó to kìa. Đào chứ không có tiễn nữa. Giờ này cây mà tiễn nữa. Mình đào nó lên rồi các bạn. Mà nó không có thở nha. Đây. Cái thằng nó này. Đây. Chú cha vô. Không thở, không bầu. Sao cỡ nó bó lại. Cây đây anh em đừng có giao luôn nha. Để giờ mình trồng. Cho nó chết cái. Đây. Xong cái hai tao rồi các bạn, giờ tao tiếp cái củi mai nữa thôi nha. Một cái mai rừng nằm trong đá. Trời, không có to nha. Nó nhỏ mà dài dữ lắm. Đây, có hồ có trái rồi. Tạo chưa? Đấy, trái đầy ở đấy. Trời, làm luôn đi. Cậy bậy thôi. Lúc lít. Đầu cứng ngắt, chết cha. Nghiên cứu. Đây, cây mai mình bó cuộc các bạn. Bây giờ mấy ông anh nó già gần cốt ông tích đồ ông đào sợ với mình thấy cây mai phải hờn á à, mà hai ông thích ra á ông ngồi do ông đang đào đây còn mình bỏ cuộc cây mai nha qua cho cây bạch sương liễu đây bạch sương liễu ủa cái lá rồi cành lá đã hoa nó nè cái đây hoa trắng ờ cái hoa trắng thấy hoa kìa tôi đi chỗ kia có hoa đó đẹp vừa đó nha đây hoa trắng nè đây hoa trắng khoảng nó cũng không má không không coi cái đoạn non ấy biết không không có đẹp á nói đừng có sợ đó hả đỡ giờ đào á tiếp tục cái hoa nó màu hồng đây cái công trình vừa gốm này hồi nãy giờ là chưa ông là sợ ấy đấy con nó lên ngồi đây xuống nữa này bên này công trình không ơi cây mai đây tiền tí hả đây luôn ráng trồng nha cây mai tiền tí á rồi đúng rồi coi nên nó có cái chân đấy nó chạy ra mèo nữa ngang coi cái chân đấy nó chạy mèo nữa đục là trên nó chạy mèo nữa nó chạy xuống tụi bò nhảy ra đây lách mình đã không đỡ hai ông nghiên cứu mình lại cái tử đình mình á cái tử đình mình cái bộ rễ nó vừa vốn lắm nó nu cọc này quên cây bạch sương liễu đảo liễu lại vậy bà mới con nó cây tử đình kia chà tầm bậy nữa rồi thôi ra đâu ra rồi đây châu nè là gối thiệt kỹ cất liền các bạn cho giải ai trở lại cũng nào cũng đỡ khán giả cũng đỡ anh em khán giả nào chim ngưỡng cái những cái cây mà kẹt đá đồ chút cho ai cho giải trời xấu quá cây này khó sống lắm đâu cây thông hả cái đen cây đây là em kêu là cây ngành đập nhưng mà có người nó kêu cây hồng mai hồng mai á có sông thiệt đó trồng hai cây rồi cây bạch từ giờ tới đây cây bạch sương liễu bạch sương liễu bông màu đỏ đây đào lên rồi mà bây giờ không biết nó ôm ẻm cái gì đâu mà đá cục đây cây cao thứ nhiêu nha một cây ăn
2 gang, 3 gang tới đầu nhỏ. Chô còn dở này. Đó, xin thua kính nữa. Mà bây giờ nó ôm mấy cục đá đi làm sao đây? Ngọc. Cái này là nó ngầu lên cục đá. Rồi này nó ôm lại. Ở trên đây kẹp như nó. Này kẹp như cứng nhắc nó gỡ cũng ra. Nó nặng muốn chết là giờ cứ ôm ẻm vậy sao không? Chưa mấy cậu nó cậu gì chết, vậy? Chết chết chết. Tôi mấy cái dầu ôm ẻm thì tôi buồn ghê quá. Tôi nó nặng ngu hết trơn. Không biết nhẹ không? Đấy. Bộ sợ nó đó. Châu sao nó nù nó cục dữ lắm. Đây đây đây. Đấy, ôm ẻm ấy. Đâu? Vừa đi về tôi mà rạch cái đầu gối đó. Kéo là hai cùng. Sao 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 đẹp nha. Bạch Sơn Liễu đứng đủ không? Giữ cho nhau. Đợi giờ đứng nãy. Đấy. Anh biết ngày nãy tôi kết đỡ thở dài vậy không? Như mấy anh tập gym đó. Ôi đỡ tầng mấy cái đỡ lông trôn ra đá nó cắn với cái bụng nó trơ. Đây đỡ đá thì nó kẹp với cái bụng nó trơ. Mà cái nồi Bạch Sơn Liễu trồng sao nó cũng sống hết á. Còn đá này nữa nè. Ừ anh ném một con đây rồi ném con đây rồi cắn ra mà. Chú sao nặng muốn chết rồi ôm ẻm nhà thôi chứ làm gì không? Ô còn đi tờ đào với mày xong rồi cái gối dâu mất mà. Tờ giải ai tờ lại ăn mẫu. Rồi mất nước. Thôi bây giờ mình gối đây lại các bạn. Đến như hiện trường luôn á. Đâu đâu đi nữa. Đâu? Không phải. Không phải là không phải. Thật giờ kiếm nữa, thử lòi ra cây nữa. Sao một cây cuối hai trâu, một cây Bạch Sơn Liễu. Mấy ông anh ở dưới thấp các bạn, con mình à, leo giật ngược con trời đó, còn đang leo nữa nha, leo dữ lắm, ui đấy chọc đá thế không, chưa Bạch Sơn Liễu này, đấy Bạch Sơn Liễu. Hôm nay thơm các bạn, có mùi thơm không? Ừ, có mùi thơm nhẹ nhẹ. Bạch Sơn Liễu. Mệt à, leo tới đây thấy cái chả chắc ngất kia rồi. Thôi chứ làm gì, anh em họ đào hết rồi. Thôi chứ kiếm gì nữa, kiếm đi con khí khô. Kìa. Còn mấy cái quy nó nhỏ kìa. Để mình chung vô thứ các bạn. Luôn luôn bẫy vô thứ. Có cây nào rêu rêu đào bẫy. Có mấy cây nhỏ quá mình đào mình cũng góp qua sim nha. Mình coi có mớ mình giao lưu anh em mình. Đấy. Thấy chào không? Thôi chuối đại vô. Một mấy hai mô. Nãy giờ mình đào được hai gốc. Nhỏ nhỏ thỉnh thỉnh các bạn. Trăm tới đây gặp anh em họ chừa lại được một cây cũng cũng được cây đây lá nhỏ dài đây của tôi bé lá của tôi lá nhỏ dài ở đây chỉ có lá dài và lá tròn hai loại các bạn rồi sớt cái mấy xung quanh chụp nghệ cái vết ngon chưa đây lá đây có trái không rau hiện tại không có trái trên cây các bạn. Cây đi lá dài kích thước lá thì ở đây đất đảo nó càng là nhỏ lắm các bạn so với móng tay mình này gốc ấy quá coi thử cái gốc này cái đọt ở đây thì còn hai ba cái cua nữa cơ đất đào thử các bạn nó ra khô gì nữa ra kia còn gốc nhỏ nữa cái này đỡ mình ra mình đào khác chứ mình quay nhiều quá thì thời gian đi đào cũng không còn xem đào nữa. Đây, mình đào lên được cây đấy các bạn. Cái cây này. Đây, ở dưới thẳng lên nè. Mình bỏ gốc thẳng thẳng nữa kìa. Còn cái gốc các bạn. Đây, cũng còn đất, còn rỡ. Rỡ một dẹo qua một phía nha. Phía đây có cái rỡ đây nó. Mấy cái rỡ đi qua phía đây hết. Cái đây dính lên tờ này. Đấy. Cái cây còn nhiêu đây các bạn. Một cây ăn. Cái đầu hoành đây khoảng mười mấy á. Cũng mười trên mười các bạn có một cái lũa nữa nè chiếc lũa mặc từ đâu không biết chắc lắm cây thì lành lạnh có một cái lũa đây
rỡ rồi các bạn. Đấy. Chào. Quặng á. Nếu trồng bị nghiêng xuống hết thì rỡ đây xuống hết nè. Không có cái nào dính này. Cái này dính này. Phía đây giờ nó ghim xuống hết. Một phía. Ở trong bên ngay. Đấy. Trời ơi, cây ăn ngon. Hướng gừa mà. Cũng còn nhiều rỡ. Một gan đường rỡ hơn gan chiều đây một gan cái thân trên đây hành chắc 10/10 các bạn, khoảng 10 mấy á. Ở dưới đây thì to hơn. Sao cái cây còn từng đó các bạn, anh em nào giao lưu cây đây không thì mình giao lưu một cây sao cái cho số 1 đầu tiên. Còn cái cây bạch sân liễu rồi mình nói. Còn cái nói thì đâu khoe các bạn, nói để đưa lại cho mình nha. Đây. Hai ba cái cuối đưa lại cho mình này, anh em nào giao lưu cái đây thì giao lưu, còn nó làm giống đưa lại cho mình cũng được. Đấy gì mình trồng làm giống cho vô. Rau cây hai trâu số 1 rồi mình kiếm nữa các bạn, thâu số má thì biết thâu, mình nói số 1 đây để cho mèo. Còn cuối đây mình đỡ lại mình trồng. Còn anh em nào muốn giao lưu luôn không sao hết, còn anh em chơi thì đỡ đó cho mình. Nào khoảng này là muốn giao lưu riêng một cây thì cây đây. Đây cái hoành thân này. Hơn đốt tay mình này. Đốt rửa tay mình. Bình đốt tay cái. Chú. Cái rửa đây. Còn đó. Đỡ tính chưa. Để mình dỡ các bạn. Chứ còn. Ui sao dính được không. Chú. Đỡ nghiên cứu. Rồi anh em nào muốn giao lưu cái đây nha. Cái hãy cho số 1. Rồi đỡ mình đi kiếm nữa các bạn. Cái đây bên bầu lại nha. Hãy cho này các bạn. Đấy. Chưa. Tới bầu. Họ kiếm bài trích xin mày. Ứng không. Đây rừng thú chọc lắp ấy. Có cái cây gì đâu. Quảng. Chờ. Từ đây đi xuống dưới kia sạch tiếp các bạn, còn lên lên cao nữa cái này trung trung điệp điệp ấy. Tới đây mệt rồi nghĩ vậy. Trời ơi, đào không có cái gì mà đi mấy chỗ đây không biết có gì không, đây đi dữ quá đi học được kiếm các bạn mấy chỗ cuộc kiếm mà. Bạch sân liễu đây loại hoa trắng, cây trần keo, hoa đỏ, hoa tím này, hoa màu hồng này. Nghiên chút rồi đi dăm nữa các bạn. Đây hái trâu nữa này các bạn, cây lá dài cái này chù cây to quá. Đây nữa các bạn, cây lá dài nhưng mà thấy trái tròn chù như cái que đũa các bạn. Đấy du nó bật ấy. Thua cái dài thua hay để kiếm người khác các bạn. Cho còn bạch sân liễu đây, cây hoa trắng này, cây hoa màu hồng này, hai màu. Chỗ xung quanh này không có cây nào thôi chắc quản á, lò xuống các bạn. Hai ba trái xin rồi lò xuống á. Chú cho leo lên xà lích mấy cái cuối bóng ba lô mẹ nắp vào đây mà cho hả. Tiếp tục đi nữa các bạn, còn quần khu đây nữa nha. Mình đào đi cái đây các bạn, cái đây cây bạch sân liễu, đào bạn gốc bạch sân liễu đây nữa các bạn. Coi thứ rửa sang nha, chú lỗ lẻo rồi chứ không gơ hang động. Đấy, lúc lích đào đi, đào bạn cục nhỏ nhỏ các bạn. Đây rồi trong cái nhỏ đào bạn cục bạch sân liễu xích đi cho rồi. Thôi đào luôn nha, không có quay nữa, đào cái bọc xích đi luôn á. Đây một cây hai trâu nữa nè các bạn,
mà cái cây này anh em họ ớn ở chùa lại. Chà, làm sao mà lấy đây, ghê chứ, nó già ngô rinh già nỉ rõ luôn. Đọt đây, cái đây đây, à cái đây cái lá tròn đây, cái lá tròn các bạn, mà nó nằm kiểu dài không cho thôi. Thật nghiên cứu cái quay thương các bạn, mình mò tôi thở cho nó đi lên trên đây này, nó vô kìa, đá to này mà không biết nó đi xứ nào, chắc chà ghê vậy. Thật bạc thôi nha, bừa mắt bạc thôi nha, ráng cậy thứ ra không ra là mình cũng bó nháy luôn các bạn. Còn cái bạch sơn liễu này mình đào xem đâu nó đi, một cái bạch sơn liễu nữa này đấy chứ. Bạch sơn liễu rồi đỡ đi các bạn, bảo anh em nào thích bạch sơn liễu bảo đấy. Thua các bạn, không lấy được nó nha, mình đào thử vô đây mà không đụng được nó, nó chui dưới hòn đá đây các bạn, mà hòn đá này mình nó lật xuống cây chui cái cây thì chứ cũng tan luôn á. Thôi bãi đi mà đứng nữa các bạn, đây đọt lá này đọt cỡ đó, không có phá nữa, đi kiếm cái khác, đi mua ý rồi các bạn, ghép đây một cây hải châu nữa này, đang có trái trên coi đây, đây, đây. Hai thân nha, đây lá nó nè, trái à. Lá nhỏ dữ chứ, đây hai thân nữa các bạn, đây cái trà dài lắm, chú nó thấy liêu nghiêu đây nó này. Quá, wow, cái gốc này bự bự coi nào các bạn, cũng lúa luôn nghe, đây lúa lẻo rồi đây, thao đào bậy, cỡ nó có còn hơn không? Đây mình đào được nó lên rồi các bạn, chú một cái đuôi chuột này, quên chưa? Cái đuôi chuột, đây các bạn bỏ một khúc luôn nha, bỏ ra một cái, đây đây đây, chú nó mọc tầm bậy lắm, bậy, nó già kinh điển các bạn. Nó vô đây nè, đấy, nó nằm cái gọc đá đây các bạn, nó có chạy rỡ đâu được đó. Đây rỡ ngang này một cái này màu đỏ là rỡ nó ngang, cái màu trắng trắng này không phải này, đấy, đấy, đấy rỡ nó, chú rỡ nhỏ cũng nhiều các bạn, đây, nó tấp tấp của nó, đấy, đây, coi mọc ra này. Sao? Một cái nữa, chú căn động nó to các bạn, hai thân vẫn sống tốt nha. Đây rồi, đây là cây hải châu số 2 các bạn, anh em thích ở quẹo lửa hồi nãy cây đầu giờ cây nữa, hai coi thấy gốc tứ đèn kìa, đỡ lên coi thử các bạn, thích thích bứt gốc tứ đèn luôn, chú còn ho dịch giờ này, đây 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 đây, nãy mình thấy nó đang nhiều các bạn, đây thuần lắm, cái hoa đây nấu nấu canh các bạn, kho cá, nấu lẩu, nấu các kiểu con đà điếu, lò xuống các bạn, lại cái tử đèn đi thưa, ngồi liếc liếc thấy cái tử đèn kìa, lại đào bãi thưa, nó ra sao, bạch sơn liễu là làm hai cây đầu, tử đèn nhà chưa có, vào. Chú anh em giờ tập trung xuống hết rồi ạ. Đấy, cuối dính cuối dài, chú kính thưa các loại cuối, cuối các loại, cưa sao cưa ngọt dữ à, đấy chú chú cưa giờ cưa keo nữa, ô ô ô ô ô ô ô ô ô mạnh tay ê, không đứt là không đứt thì tháo, đứt thì nó quá hay rồi, chớ cái cho mồi không, đục mà là dán liền mà sao nó cục hoàng không, nó già lâu nó nù bứa à,
Có thêm một đống cho nữa cho. Cái đây giờ lấy dao gọt gọt nữa mà lấy đắp vô máy. Đây nó có bướu cho đâu phải nó có lũa đâu. Bướu không toàn bướu không à, hang động không à, cái lũa chút vào đây à. Dạ. Bướu không. Cho cuối à. Cuối năm la liệt. Chưa, ông đây được mấy củi? Nhiều. Mà sao cái đào nó bầu, sao đào cũng có bầu tội vậy? Chết đụng đà. Mùa đây trồng cũng đỡ chứ gặp mùa kia trồng cả đấy dân trành hết á. Nhỏ nhỏ. Cái đất Bình Định mình mùa đây nó bắt đầu vô mưa. Nó mát trời. Chứ mùa kia mà trồng cái đấy đậu nó ra đi hết á. Ừ. Chứ còn cái củi tôi sao mà tội dữ tội vậy không ơi. Sống cho tao chuyện của mày, giác gia trồng là chuyện của tao, việc ai nói làm vậy. Chưa giờ nghỉ ngồi chứ nó mệt dữ mà chuyện nghe mà từ trên thượng thiên kia mà xuống đây mà chết đi chứ. Chỗ đào sao mà sạch sẽ dữ không cô, hư quá. Đào dở thương lắm, đào tẩu lắm. Cái cây trúc cũng tìm khó rồi nghe, không có nghe. Cái cây trúc mà tìm cũng có nghe. Cho cây trúc con kia đá ông xong mà không lấy. Cây trúc này không có để lại. Chú chạy được đó mới đau mũi á. Ui trời mập. Đâu lê lửa nghĩ chút hả? Chút đó gọi đó xem á. Cái loại cá nữa.